chào tất cả các bạn. Công ty Tân Đại Dương với kinh nghiệm nhiều năm làm hồ sơ tư vấn trong lĩnh vực du học cũng như du lịch tại Mỹ. Thì hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu với tất cả các bạn về học bổng phổ thông nội trú Southwestern Academy. Thì trường Southwestern Academy thành lập từ năm 1924 là trường phổ thông nội trú phi lợi nhuận. Toàn bộ doanh thu của trường sau khi trừ đi các khoản chi phí được sử dụng để tái đầu tư và cơ cấu và xây dựng cơ sở vật chất của trường. Trường được chứng nhận bởi Hiệp hội các trường phổ thông và cao đẳng khu vực phía Tây. Trường đào tạo từ chương trình lớp 6 tới lớp 12, quy mô lớp học nhỏ từ 8 tới 12 em. Trường thì không yêu cầu về trình độ tiếng Anh. Trường có hai khu học xá xinh đẹp là San Mario tại ngoại ô Los Angeles, bang California và Beaver Creek tại thành phố Sedona, bang Arizona. Khu học xá của trường tại San Mario Campus tọa lạc tại miền Nam California, chỉ cách Los Angeles 15 phút chạy xe máy. Trung tâm Los Angeles là khu kiến thức vô tận cho các em học sinh với hàng loạt các viện bảo tàng, nhà hát. Tại đây, học sinh có thể tận hưởng cuộc sống an toàn và môi trường học tập lý tưởng, khí hậu ấm áp, ánh nắng chan hòa quanh năm. Khác với San Mario, Beaver Crest Grand Campus, thành lập vào năm 1963 tại Arizona, giúp các em học sinh hòa nhập với môi trường thiên nhiên thân thiện. Ngoài những trang thiết bị tiện nghi, trong khuôn viên trường có hồ câu cá, có hang động của người da đỏ, bãi cỏ rộng và hồ bơi. Vì chương trình học tại hai khuôn viên là hoàn toàn giống nhau, học sinh có thể lựa chọn chuyển đổi địa điểm học để có những trải nghiệm mới trong một thời gian một tuần, một tháng hoặc một kỳ tại trong hai campus còn lại. Học sinh tốt nghiệp tại Southwestern Academy có thể nhập học tại các trường đại học hàng đầu như là Stanford University, Columbia University, New York University, hệ thống các trường đại học tại California và nhiều trường đại học cao đẳng khác. Học sinh quốc tế phải ở nội trú, mỗi khu học xá sẽ có cha hoặc mẹ đại diện xuống cùng để chăm sóc và quản lý các em 24/24. Ngoài việc kết hợp giữa chương trình tiếng Anh và nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị, học sinh còn có thể tích lũy điểm ngay trong thời gian này cho kỳ học chính khóa các môn như toán, khoa học, lịch sử. Chương trình tiếng Anh theo 3 cấp độ từ sơ cấp cho tới cao cấp, luyện kỹ năng thi SAT TOEFL. Các em có cơ hội làm quen với các bạn từ khắp nơi trên toàn thế giới, tham gia các chương trình ngoại khóa, thể thao, du lịch, tìm hiểu văn hóa Mỹ đa dạng và phong phú, khám phá tài năng của bản thân trong các lớp nghệ thuật, âm nhạc, truyền thông và thiết kế thời trang. Và để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể gọi điện thoại vào số 0838484879 hoặc các bạn có thể truy cập vào website là tandaiduong.edu.vn để biết thêm được nhiều thông tin hữu ích hơn.